Xin chào cả nhà. Sau hai buổi học về yêu thương, em Liên xin được chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra của mình. Ngay từ những cái giây phút đầu tiên của buổi đầu, khi mà thầy Tân chia sẻ từ khóa hạnh phúc tự thân, đó là tự mình đem lại hạnh phúc của mình mà không bị tác động bởi ngoại cảnh hay người khác, thì ngay từ lúc đó là em đã nhận được từ khóa đó và ứng dụng ngay lúc đó luôn ạ. Khi mà em nghe được cái từ đó là em đã thấy mình hạnh phúc luôn rồi. Tại vì trước kia cho em không có biết cái điều này, cho nên là em luôn mong cầu người khác sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Và khi mà người khác không mang lại hạnh phúc cho mình thì mình lại oán trách rằng tôi sống như vậy nhưng mà tại sao người đó lại không yêu thương tôi. Cho nên thành ra mình đã tự làm mất phước của mình rất là nhiều. Và những ngày qua, những cái từ khóa này luôn luôn đi theo Liên. Và khi mà mình gặp những cái cảnh không như ý, lập tức từ khóa hạnh phúc tự thân xuất hiện. Và khi nhận được từ khóa này thì mình biết chủ động yêu thương bản thân mình, chăm sóc bản thân mình và biết cách chủ động yêu thương các những người khác. Và một điều rất là hạnh phúc đó là trưa nay khi mà Liên đi ăn cơm cùng chồng thì anh ấy có nói rằng dạo này anh ấy thấy mình vui vẻ, nhẹ nhàng hơn là tính của mình. Anh ấy nói là tính của mình thay đổi rất là nhiều, còn hơn là cái lúc mà anh ấy mới bắt đầu yêu mình và hơn cả cái lúc mà mới vừa cưới nhau nữa ạ. Thì lúc đó mình mới nói giỡn với anh ấy rằng vậy thì anh đã có một người vợ mới rồi, vậy thì anh cưới lại đi. Và em cũng ý thức được rằng người đàn ông luôn có tình yêu chung thủy là luôn yêu thương cái đẹp. Và đó là một cái điều trước đây mà em không nghĩ tới. Tại vì em chỉ nghĩ rằng chồng của mình yêu thương mình thì cho dù mình có xấu hay có gì đi nữa thì anh vẫn yêu mình thôi. Nhưng mà thật ra nhu cầu của con người luôn luôn thay đổi, mà mình không có hiểu biết về điều này, cho nên mình không biết cách chăm sóc bản thân, mình không biết nâng cấp bản thân mình lên. Và khi đã biết được bí mật của người đàn ông là luôn có tình yêu chung thủy thì em cũng học bí mật này, chung thủy với bản thân, yêu thương bản thân mình, chăm sóc bản thân mình để luôn giữ được vẻ đẹp tuổi 20. Và khi mình biết yêu thương mình thì tự khắc cả thế giới sẽ biết yêu thương mình, đúng không ạ? Xin biết ơn thầy Tân và cô Nhung đã chia sẻ những bài học rất là quý giá giúp cho em rất là hạnh phúc và gia đình em cũng hạnh phúc nữa, mặc dù chỉ là mới tiếp nhận cái tri thức này được mấy ngày nhưng mà chồng của em cũng đang rất là hạnh phúc về cái sự thay đổi của em. Xin biết ơn thầy Tân và cô Nhung rất là nhiều. Em xin được nhận cái năng lượng và được cộng hưởng năng lượng yêu thương tràn đầy từ cô Nhung ạ.